chào quý vị khán giả của Vicao TV và chào đón quý vị đến với chương trình Thiên Hạ Sự kỳ 196 thưa quý vị. Ngày hôm nay chương trình Thiên Hạ Sự của chúng tôi sẽ có một cái chủ đề mà Trúc Loan nghĩ rằng quý vị rất là quan tâm. Đó là chủ đề tạ ơn người, tạ ơn đời thưa quý vị. Và chương trình Thiên Hạ Sự sẽ được phát sóng trực tiếp trên Vicao TV băng tần 57.13 ở Orange County, 16.2 ở San Jose, cũng như là 27.9 ở Houston quý vị nha. Và quý vị nhớ đón xem chương trình của chúng tôi vào thứ ba và thứ năm thưa quý vị, thứ ba và thứ năm hàng tuần, buổi sáng là 10 giờ sáng và buổi tối là 7 giờ quý vị nha, theo giờ California. Và thưa quý vị, với một cái chủ đề mà tạ ơn người, tạ ơn đời, một cái chủ đề mà liên quan đến cái ngày lễ đặc biệt sắp tới, đó là Thanksgiving, thì Trúc Loan nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều quý vị quan tâm về cái chủ đề này. Và chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin về cái ngày lễ Thanksgiving thưa quý vị. Chúng ta đang ở trong một cái tháng 11 là có cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving. Và đây là một cái ngày mà để chúng ta tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống có được như ngày hôm nay thưa quý vị. Thanksgiving là nói ra, viết ra, biểu lộ ra lòng biết ơn của mình. Cảm ơn trước tiên là bố mẹ sinh thành ra và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Cảm ơn đời cho chúng ta những vui buồn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Vì chính những giọt nước mắt ấy mới làm chúng ta biết ơn nhiều hơn những nụ cười. Cảm ơn trời đất, đấng sáng tạo, cho chúng ta bầu không khí trong lành để thở, cho cảnh vật đẹp như trong tranh để chúng ta được chiêm ngưỡng. Tiếng chim hót, tiếng chuông chùa, tiếng chuông nhà thờ làm lòng ta thanh tịnh. Thiên Hạ Sự kỳ 196 sẽ đưa chúng ta vào cái ngày lễ tạ ơn thưa quý vị. Và Trúc Loan cũng rất là vui khi mà hôm nay tiếp tục được mời đến chương trình nhà văn Phạm Gia Đại. Trúc Loan xin chào nhà văn. Vâng, chào cô Trúc Loan và kính chào quý vị. Thưa quý vị, tôi lấy cái đề tài này bởi vì chúng ta chỉ còn có một vài tuần nữa là chúng ta đến cái lễ Thanksgiving ở tại Hoa Kỳ. Mỗi một năm đến ngày lễ tạ ơn thì chúng ta lại nhớ tới những cái lịch sử của cái ngày lễ tạ ơn này. Cho nên trước hết chúng tôi lấy cái chủ đề là tạ ơn người và tạ ơn ơn đời. Thì không biết là Trúc Loan có nghĩ thế nào, tại sao mình lại tạ ơn người trước mà tạ ơn đời sau là sao không? Tại sao là tạ ơn người trước hả? Trúc Loan nghĩ chắc là có thể là bởi vì những cái người mà chúng ta tiếp xúc xung quanh hàng ngày đó thì họ sẽ tạo ra nhiều cái tình huống để cho mình trải qua nhiều hơn thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cũng có thể là giúp cho mình học hỏi được nhiều việc hơn. Cho nên Trúc Loan nghĩ rằng là phải cảm ơn những cái người xung quanh của mình trước, đúng không ạ? Đó cũng là một cái câu trả lời cũng đúng được một nửa. Bởi vì đúng ra chúng ta tạ ơn người trước đó. Ở đây như là trong cái phần mà Trúc Loan cũng có nhập đề cái phần vừa rồi đó. Chúng ta ơn người đây chính là song thân của mình, là bố mẹ của mình. Nhờ có bố mẹ sinh thành chúng ta mới ra đời, chúng ta mới thành một cái con người, một cái nhân tài, một cái nhân tố của xã hội sau này. Cho nên đầu tiên cảm ơn hết phải cảm ơn bố mẹ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra mình, nuôi dưỡng cho mình cho đi học và cho chúng ta thành tài, cho chúng ta trở thành một người hữu dụng cho quê hương đất nước. Thì đấy là cái chúng ta cảm ơn người là cảm ơn bố mẹ trước. Chúng ta cảm ơn trong gia đình là anh chị em đã cho chúng ta những niềm vui khi còn nhỏ, sum vầy với nhau trong gia đình, cái tình ông bà cha mẹ anh chị em, nó ba cái thế hệ Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Ở tại Sài Gòn đó là nó quyện vào với nhau cả ba thế hệ đó, bao giờ ngày xưa cũng sống với nhau, có thể hai ba thế hệ sống với nhau cùng một ngôi nhà mà rất là đầm ấm. Những hình ảnh đó chúng ta thấy nó ít dần khi chúng ta đi qua Mỹ. Sau này thì là ông bà cũng ở riêng, bố mẹ ở riêng, con cái ở riêng. Cho nên những cái tình cảm đó chúng ta hầu như không còn nữa. Ít lắm, ở bên Mỹ là không còn nữa. Cái tình cảm của ba thế hệ với nhau. Cho nên trước hết á, là chúng tôi thấy rằng là đầu tiên hết á, mình phải cảm ơn những cái ngày lễ tạ ơn này. Cảm ơn bố mẹ trước. Cảm ơn anh chị em, thì cảm ơn bạn bè của mình. Cảm ơn những người làm việc chung với mình. Cảm ơn tất cả những cái người mà mình gặp trong cuộc đời đã đem lại cho chúng ta thành công, đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta đều cảm ơn những người đó. Những người đó đã giúp cho cuộc đời chúng ta nó thêm những tươi đẹp, những cái tươi vui, những cái nụ cười, những cái giá trị trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta cảm ơn người trước và chúng ta cảm ơn đời sau, là bởi vì khi chúng ta lớn lên, chúng ta đi vào đời đó, thì đời đã cho chúng ta rất nhiều những ngọt bùi. Và chúng ta đã có những thành công, đã có những cái
lúc chúng ta sung sướng hạnh phúc, có những lúc chúng ta đi lên những nấc thang danh vọng nữa. Yeah. Đó là có những khi mà giống như là các ca sĩ, các nhạc sĩ, các thi sĩ, những ngôi sao điện ảnh vân vân, họ đã có những lúc họ bước lên bước thang danh vọng, đó là cuộc đời đã ưu đãi cho họ, họ đã có được một cái mà làm cho chúng ta phải, người Mỹ gọi là appreciate, mình appreciate cái cuộc đời đó để cho thấy rằng là đời đã có những cái ưu đãi đãi ngộ đối với mình. Thì trong cái đề tài ngày hôm nay đó, thì nhân dịp nó vào cái lễ Thanksgiving đó, chúng ta thấy nó có nhiều cái điều chúng ta cần nói về cái lễ này. Yeah. Bởi vì hiện tại bây giờ mình đang ở trên đất Mỹ và mỗi một năm chúng ta đều đọc qua cái lịch sử của Thanksgiving và chúng ta thấy nó có những cái nét rất là đáng yêu của nó mà chúng ta trân trọng cái ngày lễ tạ ơn này. Tuy nhiên có những ngày lễ ở đây mà thật sự người Việt chúng ta thì không có tham gia một cách tích cực lắm. Thí dụ như cái ngày là vừa lễ mà Halloween vừa qua đó, yeah. thì có nhiều gia đình cũng không tham gia tích cực lắm đâu. Bởi vì đối với Việt Nam chúng ta những cái gì về ma quỷ chúng ta sợ lắm. Đúng rồi. Chúng ta thế mà yeah. hóa trang thành những cái con ma, rồi những con quỷ, rồi răng nanh các thứ ra, mình thấy sợ. Ghê quá đúng không? Yeah, đúng rồi. Việt Nam mình tránh cái đó. Yeah. Việt Nam ở sợ lắm, chờ đừng có rước quỷ về nhà, ma về nhà. Nhưng mà bên Mỹ thì nó trở thành một cái event, trở thành một cái ngày lễ, ngày hội, người ta vui chơi, họ thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Yeah. Thì đấy là cái văn hóa khác nhau giữa Đông Tây. Ừ. Nhưng mà nói về ngày lễ Thanksgiving, quý vị, nó có nhiều cái điểm mà chúng ta thấy thế này, nó có nhiều cái điểm dễ thương là thế này. Cứ vào ngày lễ Thanksgiving, chúng ta biết rằng cái vị mà đứng đầu nước Mỹ là Tổng thống Hoa Kỳ thì luôn luôn đó là ông sẽ làm phước, coi như là cứu một con gà Tây. Tức là ông lấy trong cái nhóm con gà Tây sắp sửa bị làm thịt á, thì cứu một con đó, thả nó ra, coi như là cứu sống nó, tức là nó không có bị chết trong cái đám gà Tây đó. Thì đây là cái tục lệ của người Mỹ, tôi nghĩ rằng cũng rất là hay. Yeah. Nó cũng nói lên một cái tinh thần phóng sanh của đúng người Việt rồi, Nam mình, phóng nó phóng sanh. Yeah. Đó là một cái tục lệ cũng hay mà chúng ta mỗi lần Thanksgiving chúng ta cũng nhìn thấy những hình ảnh của những vị đứng đầu mà Tổng thống nước Mỹ thường hay là phóng sanh một con gà Tây. Nhưng bây giờ đi vào một cái lịch sử của Thanksgiving, chúng ta có nhiều điểm cũng rất đáng chú ý mà chúng ta nên nhắc lại. Là thứ nhất á, cái ngày lễ tạ ơn này, bởi vì thật sự ra đó, người Mỹ là không phải quê hương của họ ở tại đất Hoa Kỳ này đâu, mà quê hương họ ở đây là của cái người dân bản xứ, người ta gọi là Native American đó. Những người Native, những người bản xứ ở đây là người dân da đỏ, người thổ dân. Thổ dân đó, dạ. Họ thổ dân đó, thì họ là bản xứ ở đây đó. Ừ. Nhưng mà cái cuối cái thế kỷ thứ 15 qua đầu thế kỷ thứ 16 đó, thì lúc bây giờ trên thế giới bây giờ nó bùng nổ ra một cái phong trào nó gọi là đi tìm kiếm thuộc địa. Ừ. Và hai cái đế quốc ngày xưa mà hùng mạnh là đế quốc Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha đó, thì họ thuê những cái thuyền trưởng giỏi để mà đi tìm những đất mới, tìm những nguồn lợi của họ, đặc biệt họ muốn đi qua bên Á Châu để tìm những cái gia vị, những cái gia vị mà bên phía Tây Phương họ không có, mà Á Châu họ có. Họ rất thích đi qua Ấn Độ để mà có những cái gia vị để đem về, hoặc là những nơi có những đá quý họ đem về, vân vân. Thì trong số đó là ông Columbus, tức là Christopher Columbus đó. Ông là người Ý nhưng mà lại được triều đình của Tây Ban Nha thuê ông để mà ông đi tìm cái vùng đất mới. Thì ông mới đi theo một cái đường biển. Bởi vì trước kia người ta nhìn thấy rằng cái đường mà từ châu Âu đi qua Á Châu nó rất là hiểm trở. Và nó rất khó khăn để mà đi, mà chưa kể là gặp những cái đạo tặc ở trên đường đó rất nhiều, cho nên cái chuyến đi của những người ta đi buôn qua đó rất khó khăn, cho nên bây giờ họ mới tìm cách họ đi bằng đường biển. Yeah. Thì đa số những người đi bằng đường biển đó, từ châu Âu người ta thường đi về phía đông, người ta đi qua cái mũi hảo vọng của Phi Châu để họ đi qua bên Á Châu. Nhưng ông Columbus thì ông lại nghĩ ông đi ngược lại, ông nói tại sao mình không đi về hướng Tây. Thì đi về hướng Tây thì ông sẽ đi qua Đại Tây Dương. Và khi đi về hướng Tây đó thì ông đã đi trong tất cả là 4 chuyến các vị. 4 chuyến mới tìm ra được cái châu Mỹ Latin này. Cái chuyến thứ nhất là 1492, chuyến thứ hai là 1495, chuyến thứ ba là 1498 và chuyến thứ tư là 1502.
Thì trong chuyến này ông đã tìm ra một vùng đất mới mà bây giờ ông chưa biết nó là Mỹ Châu. Bây giờ ông lại tưởng rằng đây là một cái vùng đất của Ấn Độ. Cho nên lúc ban đầu ông chưa biết là ông đã khám phá ra châu Mỹ Latin này. Cho đến sau này khi ông về đó, ông mới loan báo cho triều đình Tây Ban Nha biết là ông đã tìm ra vùng đất mới này rồi. Và đây là một cái khám phá rất quan trọng trong cái lịch sử của không phải của Hoa Kỳ mà của thế giới nữa. Vì bây giờ từ đó nó khai sinh ra một cái châu mới là châu Mỹ Latin. Thì khi về đó thì trong triều đình có các quan triều đình nó nói cũng có gì lạ đâu. Bởi vì ông kiếm mai mốt người khác cũng kiếm thấy à. Thành cái câu nói đó ông nói rằng là tôi thấy quý vị nói thế không có đúng, bởi vì cái người nào có cái sáng kiến mà tìm ra được đó thì đó là cái người mà đó quý vị cần phải gọi là biết ơn hay là có sự khen ngợi đối với người đó mới đúng chứ. Tại sao lại nói rằng nếu mà bây giờ ông không kiếm thì một người khác cũng kiếm, nó đi đường đó thì nó cũng kiếm thôi. Thế ông bảo thế bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tôi đố quý vị một câu thế này, nếu quý vị làm được thì tôi sẽ công nhận quý vị nói đúng. Ông mới lấy quả trứng gà ra. Ông bây giờ quả trứng gà, quý vị làm sao quý vị đẩy quả trứng gà nó đứng trên cái bàn của quý vị được? Thì các vị quan trong triều người nào cũng để quả trứng gà, để đâu lăn đó, để đâu lăn đó, bởi vì quả trứng gà làm sao nó đứng được? Dạ đúng rồi, nó sẽ lăn. Thế ông mới bảo tôi để nó đứng được. Nó bảo ông nói thì ông phải làm, ông làm sao để đứng được? Thế ông bảo đây này tôi để đứng này, ông mới cầm quả trứng gà ông đập nhẹ cái đầu nó xuống một cái thì nó bẹp cái đầu quả trứng gà đó. Ông để nó đứng quả trà được, trứng gà đứng. Ông ở đó. Cái sáng kiến đó mới là quan trọng. Đúng cái rồi. Người mà làm ra, nghĩ ra sáng kiến đó là những người mà Mỹ nó gọi là inventor, những người mà sáng kiến ra đó mới làm cho thế giới thay đổi. Yeah. Cho nên đó là một cái bài học chúng ta nhân ngày Thanksgiving chúng ta nhìn về lịch sử của Mỹ để thấy rằng nó có nhiều cái nó đưa đẩy cho tới mà thành lập ra cái châu Mỹ Latin, rồi sau nó thành lập ra được Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và sau này đó khi người Việt của chúng ta đó là sau khi mà mất nước chúng ta lại đi qua đây mấy triệu người chúng ta ở bên này. Tất cả cái đó hình như nó là có một cái gì an bài của tạo hóa, an bài trước cho mình để cho mình có dịp mình đi qua bên này mình ở. Thì khi qua đây mình nhìn trở lại cái lịch sử của nước Mỹ, của cái ngày lễ tạ ơn đó. Chính vì thế mà sau này khi người Mỹ người ta hay tạ ơn là bởi vì khi họ mới tới cái vùng đất mới này đó thì rất là đói khổ bởi vì chưa có trồng trọt được cái gì hết á. Thì chính thổ dân là cái người ta nuôi, người ta cho những cái bắp, những cái thổ sản mà họ trồng rồi họ chỉ cho những cái người mà di dân của Tây phương qua đây cách trồng trọt và chính vì thế mà họ sống sót. Họ sống sót và sau này họ mới phát triển trở thành nước Mỹ sau này. Thì trở thế mà sau đó người ta cứ nhớ tới cái ngày đó để làm cái ngày lễ tạ ơn. Wow. Tức là đầu tiên là tạ ơn người đó, tạ ơn người mà thổ dân đó đó, rồi tạ ơn trời là đã cho họ được cái mảnh đất này. Và bây giờ là nước Mỹ trở thành nước hùng cường nhất trên thế giới quý vị. Và châu Mỹ Latin bây giờ là cái nơi nổi tiếng, có là một châu nổi tiếng cũng và bậc nhất trên thế giới. Là có một cái lịch sử rất là oai hùng như vậy đấy, chứ không phải không đâu. Cho nên mỗi một ngày lễ chúng ta nhìn trở lại thì chúng ta thấy nó có một cái gì nó hình như nó có bàn tay của tạo hóa sắp đặt tạo ra cái vùng đất đó, tạo ra con người đó, rồi nó trở thành ra một cái lịch sử đó. Nên đó là cái mà chúng ta cần nhân ngày lễ chúng ta ôn lại một chút. Chú Loan rất là cảm ơn nhà văn đã chia sẻ cái câu chuyện này. Bởi vì khi mà nghe những cái điều này thì chú Loan thấy là đúng là cũng có thể là có những cái sắp đặt của tạo hóa để mà cho chúng ta có cái cuộc sống tốt hơn thưa quý vị. Cũng như là tạo điều kiện cho người Việt Nam của chúng ta có thể đến được Hoa Kỳ và có thể thay đổi cuộc sống của mình cho nhiều thế hệ. Thì chú Loan, một lần nữa là chú Loan cảm thấy rất là biết ơn vì điều đó quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì đúng là cái ngày lễ này là một cái ngày lễ mà rất là đặc biệt với chú Loan, cũng như là những cái chú Loan nghĩ là với quý vị luôn cũng như vậy. Tại vì như nhà văn cũng chia sẻ là có những ngày lễ thì với cái văn hóa phương Đông và phương Tây thì mình không có phù hợp như ngày lễ Halloween đi. Nhiều khi người Việt của mình sẽ không có quan tâm hay là mình không có tham gia nhiều. Nhưng mà cái ngày lễ tạ ơn này thưa quý vị, cho dù là cái văn hóa của mình, người Việt của mình không có ngày lễ này, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thật sự thì chú Loan cảm thấy là nó rất là đặc biệt với bản thân chú Loan. Và chú Loan nghĩ là không chỉ đến cái ngày này thì mình mới phải tạ ơn, mà với chú Loan thì ngày nào chú Loan cũng cảm thấy biết ơn hết. Ngày nào em cũng cảm thấy biết ơn cha mẹ nè, biết ơn những cái người xung quanh, bạn bè, người thân của mình, nhất là những cái người mà đã yêu thương mình quý vị.
Nên là Trúc Loan luôn luôn là Trúc Loan mỗi khi mà mình vô tình mình làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy là có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của những cái người xung quanh hay là làm những cái người thân yêu của mình buồn đi, là Trúc Loan sẽ cố gắng xin lỗi ngay thưa quý vị, để mình giữ cái tình cảm đặc biệt của mình với những cái người thân yêu của mình. Và bên cạnh đó thì mình phải, quý vị phải biết là mình phải giữ cái lòng biết ơn với những cái người xung quanh. Tại vì Trúc Loan thấy á, không chỉ là biết ơn cha mẹ mình, bạn bè, những cái người thương yêu của mình nữa, mà đến những cái người mà họ họ làm cho mình họ làm cho mình đau buồn, hay là mình họ làm cho mình họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình theo cái hướng tiêu cực, mình cũng nên biết ơn. Tại vì đó là cái bài học. Thành ra là Trúc Loan nghĩ rằng á, là biết ơn tất cả mọi người, thưa quý vị, biết ơn tất cả mọi thứ, bởi vì mỗi một cái chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, Trúc Loan nghĩ đều có một cái lý do của nó hết. Và khi mà chúng ta luôn luôn mình có một cái lòng biết ơn như vậy, cái lòng yêu thương như vậy, thì cái chuyện gì đến với mình nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó cũng làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đúng rồi. À, Trúc Loan nói là mình cảm ơn cả những cái thành công và cảm ơn cả những thất bại. Dạ, chính xác. Bởi vì chúng ta có câu là thất bại là mẹ của thành công. Đúng rồi. À, có thất bại chúng ta mới biết là ồ, chúng ta làm thế thì chúng ta không thành công. Cho nên kỳ sau chúng ta lại rút kinh nghiệm đó, và từ cái đó nó xây đắp cho chúng ta một cái kiến thức để chúng ta lại vững bước, chúng ta bước tiến bước ở trên cái đường đời của mình. Trên đường đời đi thì không có cuộc đời nào có thể ít lắm, gọi là suôn sẻ. Yeah. Và nó đi trên đường mà bằng phẳng, một số cuộc đời như vậy thôi, nhưng mà đa số cuộc đời là nó có những cái chông gai, nó có những thử thách. À, và chúng ta phải gặp thử thách đó, chúng ta phải vượt qua để chúng ta lại đi nữa. Yeah. Chứ nếu chúng ta gặp thử thách, chúng ta dừng trở lại, chúng ta chán nản và chúng ta không có đi nữa, chúng thì coi như lòng đó là cuộc đời của mình không bao giờ mà nó tiến lên được. Đấy là những cái thử thách mà người ta nói là những thử thách nó thường đặt ra cho các vị anh hùng. Những người anh hùng bao nhiêu là thử thách càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên họ làm được những chuyện mà đội đá vá trời, đó là vì họ đã vượt qua bao nhiêu thử thách được và đã làm được những chuyện mà để nên lịch sử. Ví dụ như là những cái vị anh hùng dân tộc của chúng ta ngày xưa chẳng hạn, những Lê Lợi mà nằm gan nằm đất, coi như thể là nằm đất màn trời chiếu đất 10 năm trời để mà kháng quân Minh chẳng hạn, là đó là cả một cái gương mà chúng ta nghĩ là vượt biết bao muôn ngàn cái khó khăn để mà có thể mà khởi nghĩa lên mà giành độc lập cho đất nước chúng ta được. Hoặc là như Ngô Quyền sau hơn 1.000 năm bị đô hộ, mà bây giờ đã đánh đuổi được quân Nam Hán ra khỏi đất nước, đem lại độc lập sau 1.000 năm đô hộ, chuyện đó không phải là dễ. Dạ, đúng rồi. Nếu chúng ta không có một cái ý chí, không có một cái tinh thần mà dân tộc Đại Việt mạnh mẽ đó, thì chúng ta bị đồng hóa hết rồi. Nếu ông cha tôi ngày xưa mà không có những tinh thần mạnh mẽ đó, chúng ta bây giờ xin lỗi cũng trở thành một cái quận hạt của người Tàu, một tỉnh của người Tàu rồi. Chắc là nói tiếng Tàu luôn rồi. Nói tiếng Tàu rồi. Thành ra đấy là cái mà bài học của chúng ta, để chúng thấy chúng ta phải biết ơn. Chúng ta biết ơn, bên đấy nó biết ơn đời, biết ơn người. Trong chữ người này là chúng ta biết ơn tổ tiên của mình. Chúng ta biết ơn từ 18 đời vô hùng mà dựng nước của mình cho tới bây giờ 4.000 mấy trăm năm rồi. Thì những cái biết ơn đó là chúng ta, từ biết ơn đó chúng ta nghĩ chúng ta phải làm một cái gì, đúng không, để chúng ta trả cái ơn đó. Cho nên muốn trả cái ơn đó, chúng ta phải giữ lại cái dòng tộc của người Việt. Chúng ta giữ dòng tộc người Việt như chúng tôi có làm một cái chương trình trước á, là chúng ta phải bảo vệ tiếng Việt. Đúng không? Chúng đúng ta bảo vệ dòng tộc của mình thì tiếng nói mình phải bảo vệ. Mình đúng có để tiếng nói của mình phạm trộn rồi nó trở thành tiếng nói mà nó người ta nói không ai hiểu hết tiếng Việt nữa, thì là đó là chúng ta sẽ mất cái gốc của mình. Thứ hai nữa đó, với cái lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên, đối với cha mẹ trên nó học, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải làm cái gì để cho cái dân tộc chúng ta nó hùng mạnh lên, nó được hưởng hạnh phúc, tự do, dân chủ như các dân tộc khác. Mà muốn như thế, chúng ta phải giữ lại tất cả những cái gì nó gọi là phong tục tập quán đẹp của cha ông ngày xưa để lại, chứ chúng ta không có bỏ. Như mình trình bày trong kỳ trước, chúng ta chỉ bỏ những cái hủ tục thôi. Chúng ta bỏ những cái gì mà nó gọi là mê tín dị đoan, nó không có hợp với khoa học, chúng ta bỏ. Nhưng mà những cái phong tục tập quán ông cha ngày xưa để lại cho chúng ta, tất cả mọi cái, từ vấn đề mà cưới hỏi, cưới xin, cho tới cái vấn đề mà làm sao mà tất cả những lễ nghi trong một cái liên quan đến truyền thống của mình. Rồi cái ngày Tết chẳng hạn, mình đốt pháo, ngày Tết mình múa lân,
rồi ngày Tết mình làm bánh chưng vân vân. Những cái đó, tất cả cái đó đó là cái gì nó thuộc về cái người Việt của mình, phong tục của mình phải giữ lấy nó. Không phải mình qua bên ngoại quốc rồi thì là mình có ngày lễ Giáng sinh, ngày Tết Tây mình quên mất Tết ta của mình. Đúng rồi, cho nên mình cái mình luôn phải giữ cái, phải giữ cái lòng biết ơn của mình là biết ơn như vậy. Mình giữ cái tiếng nói của mình trong sáng, đúng tiếng Việt của mình ngày xưa. Mình giữ phong tục tập quán của mình, nhưng đồng thời mình hội nhập vào phong tục tập quán tốt đó, những phong tục tập quán tốt của bản xứ, của bên Tây Phương, của châu Âu, của Canada, của Úc, của Mỹ, để vào nó hội nhập trở thành một cái nó hoàn mỹ hơn về văn hóa. Cũng như là người Nhật đó, người Nhật mà sau khi họ bị tất trận năm 1945, bây giờ họ trở thành cường quốc là vì họ bắt đầu họ mở đầu óc họ ra. Họ nghĩ rằng họ không có thể nào họ thủ cựu như ngày xưa, đóng kín lại được nữa. Họ mở ra, cho nên sau đó người Nhật nó cho các con gái Nhật lấy người Mỹ. Trước kia là cấm đoán, không có được lấy người Mỹ. Sau này cho lấy người Mỹ, cho nên bây giờ dân Nhật nó cao lớn là nó nhờ nó lai. Chứ trước cái dân Nhật họ thấp, họ nhỏ lắm, họ không có cao như bây giờ đâu. Và họ lai Tây Phương nữa. Đấy là đấy là một cái cách mạng trong cái văn hóa của người Nhật. Và họ nhìn thấy ở người Mỹ những cái rất là hay khi mà người Mỹ đến đảo của họ để mà giống như là không phải cai trị, mà người Mỹ đến đó như là bảo hộ cho họ trong cái thời gian họ bị thất trận đó. Thì họ thấy người Mỹ xin lỗi, người Mỹ họ cũng có những cái văn hóa rất là hay. Thì người Nhật nó mới du nhập cái văn hóa của Mỹ vào văn hóa của Nhật. Và nó trở hai cái nó hội nhập với nhau, bây giờ nó trở thành một cái văn hóa hỗn hợp mà nó vừa Á Đông, nó vừa Tây Phương. Cho nên nước Nhật bây giờ trở thành một nước nó hùng cường, hùng mạnh. Cường quốc. Thấy là họ rất là chịu khó học hỏi, và cái sự sáng tạo của họ là cực kỳ sáng tạo luôn. Họ, tại vì chú Loan thì không có sang Nhật, nhưng mà chú Loan có những cái người bạn, người thân cũng học và làm việc ở Nhật đó. Thì chú Loan thấy là khi mà mọi người gọi nói chuyện, chia sẻ với chú Loan thì ai cũng chia sẻ một cái câu là người Nhật họ quá sáng tạo đi. Họ sáng tạo từ những cái điều rất là cơ bản, rất là chi tiết thưa quý vị. Nhiều khi quý vị mua một cái, ví dụ như là có người bạn cũng chia sẻ với chú Loan là mua một cái hộp trứng về đi, cái cách của họ thiết kế nó cũng khác lạ để nó bảo quản cái trứng ngon hơn, tốt hơn. Tất cả mọi thứ nó đều rất là đặc biệt thưa quý vị, và họ để ý từng cái chi tiết để cho mọi thứ thật là hoàn hảo. Chú Loan nhớ có một người bạn chia sẻ là đến cái nắp cống, cái hoa văn nó cũng đẹp, nó đó nhà văn. Thì để mình thấy rằng là những cái người này họ có cái sự học hỏi và cái sự sáng tạo, và cũng như là họ rất là cầu toàn cho tất cả mọi thứ thưa quý vị. Và đó là những cái tính mà chú Loan nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cố gắng học hỏi để mình phát triển tốt hơn nữa, để mình cũng là một cái cường quốc sau này. Đúng vậy. Chúng ta nhìn vào nước Nhật đó cũng là một cái tiêu biểu của một cái dân tộc đã thành công sau những cái thất bại đổ nát của chiến tranh đấy, thì họ đã vươn lên, họ đã thành công. Đấy cũng là một cái tấm gương để cho chúng ta nhìn thấy mà chúng ta bắt chước. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ mình đang ở Mỹ đó, mình thấy có cái người Mỹ bản xứ đây nó có một cái câu mà đầu mô chất lưỡi của họ mà tôi vô cùng thích. Có hai điều họ luôn luôn nói là thứ nhất là cảm ơn và thứ hai là xin lỗi. Luôn luôn cái gì cũng vậy, khi mình làm cái gì với họ cảm ơn ngay. Khi chúng ta đi vô trong cái cửa hàng, chúng ta kéo cửa, chúng ta nhìn thấy có một cái người phụ nữ đi đằng sau, chúng ta nhường cho người đó vô trước, người đó thế nào cũng nói mình một câu thank you. Dạ đúng. Và khi mà mình vô tình mình đi, mình trong cái lúc đi chật hẹp quá mình đụng phải họ thì mình xin lỗi ngay lập tức. Không biết là ai đụng ai, nhưng không mà biết ai đụng ai xin lỗi, nhưng mình xin lỗi trước cái đã. Dạ, thành rồi. Ra cái đó là cái văn minh, tôi nghĩ rằng cái đó là cái văn minh mà chúng ta nên học hỏi. Có nhiều lần quý vị, tôi cũng mở cửa cho nhiều người rồi, nhưng họ đi vô, họ đi một cách lạnh lùng, đi vô xong không có nói câu nào hết, thì mình nhìn thấy rằng cái này có lẽ cũng không hay. Đáng lẽ là phải cảm ơn một tiếng, bởi vì người ta đã mở cửa cho mình vô. Thì nhưng mà đấy là cái mà nhiều khi đó là cái văn hóa hai bên nó khác nhau, hoặc là nhiều khi văn hóa Việt Nam mình nó có nhiều cái nó có vẻ nó hơi gò bó vào trong đó. Con người ta ra đời nó không có bung ra như là bên này. Mình ra đời ra xã hội ngoài ở Việt Nam thì chúng ta nó không có bung ra, không có open như bên này nhiều. Cho nên chính vì thế đôi lúc chúng ta ngần ngại khi chúng ta nói một cái lời gì. Nhưng qua đây mình học được cái câu đó, là hai câu họ nói thường xuyên là thank you. Khi nó có một chuyện gì rất nhỏ cũng là thank you rồi.
hay là có một chuyện gì cũng là sorry ngay lập tức. Thì hai cái đó nó làm cho nó dịu đi tất cả những cái gì mà nó căng thẳng. Dạ đúng. Hay là nó làm cho người ta cảm thấy vui một cái ngày là ồ, mình làm cái chuyện không đáng gì cũng có người cảm ơn. Đấy là cái văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng là cái lòng biết ơn nó tỏ ra từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái ánh mắt, từ cái nụ cười, tất cả nó đều nói lên cái lòng cảm ơn của mình hết. Thì cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đưa ra cho quý vị nó cũng chỉ là một đề tài nhỏ trong cái vấn đề mà ở trong cái tháng 11 này là sắp tới đây có cái ngày lễ tạ ơn, thì chúng ta cũng nhớ tới để chúng ta tạ ơn người, tạ ơn đời chúng ta, tạ ơn từ tổ tiên của mình đã khai sáng ra nước Việt cho mình, và tạ ơn cho tới ngày hôm nay chúng ta tạ ơn ngay cả những cái người bạn thân của mình, những người đã tâm sự với mình, chia sẻ với mình những vui buồn cho cuộc đời, chúng ta đều tạ ơn những người đó hết. Yeah. Thì đấy là những cái câu chuyện chúng ta muốn nói lên để chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta sẽ rất là đẹp nếu chúng ta nhìn nó vào những khía cạnh nó gọi là tích cực của nó, thì cuộc đời nó đẹp lắm đó. Dạ đúng rồi thưa quý vị. Và lúc nãy nhà văn có nói đến một cái vấn đề trước khi mà kết thúc chương trình mà Trúc Lan cũng muốn nhấn mạnh lại là tại vì đúng là người Việt của mình, thì Trúc Lan thấy là cái việc mà chia sẻ cái suy nghĩ của mình, hay là cái việc mà nói cái câu cảm ơn, hay là chia sẻ cái tình thương của mình, tình cảm của mình, nó rất là ngại ngùng. Trúc Lan cảm thấy là ví dụ như là người Mỹ họ nói là thí dụ như con yêu mẹ, love you này nọ kia, nó rất là dễ dàng thưa quý vị, nhưng mà người Việt của mình cái điều đó lại có vẻ nó hơi khó khăn. Thì Trúc Lan nghĩ là chúng ta nên cố gắng mình thay đổi, mình học hỏi những cái gì tốt nhất, ví dụ như là cái việc mà tỏ cái sự biết ơn của mình, hay là cái tình yêu thương của mình đến cha mẹ của mình nè, ông bà của mình, chị anh chị em của mình, những cái người thân yêu của mình. Mình hãy dùng cái lời nói và cái hành động của mình nó rõ ràng hơn thưa quý vị. Cái điều đó nó sẽ làm cho ông bà cha mẹ, người thân của chúng ta rất là ấm lòng. Có thể là lần đầu tiên nó ngại ngùng, nó khó khăn, nhưng mà làm 1, 2 lần, 3, 4 lần từ từ nó sẽ quen và nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều quý vị nha. Trúc Lan cũng đã mất một thời gian rất là lâu để tập nói với mẹ là con thương mẹ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con hay là chăm sóc cho con. Lúc đầu rất là ngại ngùng, nhưng mà sau đó tập dần, nói dần thì nó cũng quen thưa quý vị. Và Trúc Lan cảm thấy là đúng là cái tình cảm gia đình nó ngọt ngào hơn, và cũng như là cha mẹ con cái hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Thì Trúc Lan cũng hy vọng là sau cái chương trình này thì có thể mang đến cho quý vị nhiều cái giá trị tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta, cũng như là mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn, và cũng như là cái gia đình của chúng ta được đầm ấm và trọn vẹn hơn quý vị nhé. Và trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa Trúc Lan xin nhắc lại là nếu mà quý vị nào yêu thích chương trình Thiên Hạ Sự của chúng tôi thì quý vị nhớ là đón xem chương trình vào thứ ba và thứ năm nha quý vị, vào lúc 7 giờ tối và cũng như là 10 giờ sáng theo giờ California, và xem chương trình trực tiếp ở trên VCAL TV băng tần 57.13 ở Orange County, 16.2 ở San Jose và 27.9 ở Houston. Còn nếu quý vị nào mình không thể xem trên TV thì quý vị có thể xem trên kênh YouTube của chúng tôi thưa quý vị. Quý vị chỉ cần subscribe theo dõi cái kênh YouTube của VCAL TV là chúng ta đã có thể xem lại chương trình Thiên Hạ Sự cũng như là những cái số trước của chương trình của chúng tôi. Và trước khi mà kết thúc chương trình thì nhà văn có muốn gửi lời chào đến quý vị không ạ? Xin cảm ơn quý vị vẫn theo dõi và ủng hộ chương trình Thiên Hạ Sự của chúng tôi. Thì chúng tôi kết luận rằng cái lòng biết ơn của mình luôn luôn nó đi bên cạnh cái lòng thương yêu. Yeah. Cái lòng biết ơn và lòng thương yêu đi với nhau, và nếu chúng ta giữ cái lòng biết ơn và lòng thương yêu thì cuộc sống của chúng ta đẹp lắm. Cuộc đời nó đẹp lắm. Đấy là cái bông hoa cho cuộc đời của mình, là cái lòng biết ơn. Và chúng tôi sẽ, nếu có dịp chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này mà trong cái dịp mà sắp tới nữa. Dạ, yeah. Vâng thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã yêu quý chương trình, và cũng như là cảm ơn nhà văn đã mang đến một cái chủ đề rất là hay cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho quý vị khán giả của VCAL TV có thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.